Thưa quý vị, nhà thờ Đức Bà Paris đang dần lấy lại hình ảnh biểu tượng của mình sau trận hỏa hoạn lớn xảy ra cách đây 5 năm khiến nhà thờ bị hư hỏng nặng. Công trình này đang được tu sửa và dự kiến sẽ mở cửa đón khách trở lại vào cuối năm 2024. Chị Emaru, một thợ thủ công kính màu, là thành viên nhóm trùng tu 170 cửa sổ kính màu của nhà thờ Đức Bà Paris bị khói và bụi bẩn bao phủ. Đây là công trình xây dựng để đời, bởi vì việc khôi phục toàn bộ di tích theo không gian 3 chiều của nó là một điều khá đặc biệt. Hiện nay, khoảng 500 công nhân có mặt tại công trường mỗi ngày, nỗ lực khôi phục lại di tích được ghé thăm nhiều nhất ở châu Âu. Vụ hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 năm 2019 đã làm phần khung trung tâm của nhà thờ bị sụp đổ, phá hủy hoàn toàn tháp nhọn nổi tiếng, cũng như tháp đồng hồ và một phần khung vòm, khiến hàng triệu người trên toàn thế giới bị sốc. Trong ngày Paris kỷ niệm 5 năm vụ cháy, dàn giáo bao quanh phần lớn mặt tiền của nhà thờ đã bắt đầu được dỡ bỏ từng chút một và một ngọn tháp mới đã hiện ra. Ngọn tháp cao 96m này không phải là một phần trong thiết kế ban đầu bởi nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng trong 200 năm, bắt đầu từ giữa thế kỷ 12. Ngọn tháp được thêm vào trong đợt trùng tu diễn ra vào thế kỷ 19. Theo các nhà quản lý nhà thờ Đức Bà, số tiền khôi phục là 587 triệu đô la Mỹ, cộng với các khoản quyên góp khổng lồ sẽ giúp nhà thờ này có được diện mạo như trước kia. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vào tháng 12 năm 2023 rằng công việc trùng tu đang diễn ra đúng tiến độ và nhà thờ dự kiến sẽ mở cửa trở lại cho công chúng vào ngày 8 tháng 12 năm 2024.